Nếu bây giờ mà chị mà muốn kinh doanh sang cái mặt hàng này là chị phải người ta không cấp, người ta không sợ cấp đi còi thuyền đấy, nhưng mà là đi thuyền máy thầy thủy không phải chị sẽ vừa đi cái đảo đây, cái này là giống như boat mà mua con cái boat phải đi ở trên water, đi ở trên gì con mạng. À, nhà hàng đây là nhà hàng gì vậy? Là Mason đây. À, Mason đây à? Ông Pháp đây à? Vâng. Riêng cái kia em là kích quá đi đâu nhỉ, em phải đi luôn này. À, yeah. Yeah. Đồ. Lễ tân ở kia đó. Cái rạp chiếu phim ở dưới kia.